Rất vui được gặp lại các bạn và các em trong chương trình ôn thi đại học. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài động từ thời quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đã bao giờ các bạn hãy tưởng tượng một điều gì đó chúng ta nói lại, một cái hành động xảy ra trước một cái thời điểm nào đó trong quá khứ hay chưa? Đó chính là nội dung của bài quá khứ hoàn thành. Trước hết chúng ta sẽ nắm công thức hay là cấu trúc của thời quá khứ hoàn thành. Câu khẳng định cấu trúc của thời quá khứ hoàn thành thì nó rất là đơn giản bởi vì nó có chỉ có một cái từ helping verb, cái trợ động từ rất là dễ nhớ. Chủ ngữ cộng với head cộng với phần thứ hai. Vẫn lưu ý những cái lưu ý ở trong cái phần hiện tại hoàn thành chúng ta vẫn có thể áp dụng ở trong thời quá khứ hoàn thành được, bởi vì phần thứ hai tức là cái cột thứ ba trong cột động từ. Chú ý là đối với cột động từ thì chúng ta có hai loại, một loại là theo quy tắc, chúng ta còn nhớ không ạ? Hy vọng chúng ta vẫn còn nhớ đúng không ạ? Thì một loại là động từ theo quy tắc thì chúng ta vẫn thêm ed vào đằng sau hoặc là thêm đi nếu đằng sau có e, hoặc là những cái động từ bất quy tắc thì chúng ta sẽ phải học thuộc lòng, nhưng nếu chúng ta sử dụng nhiều thường xuyên thì chúng ta sẽ nhớ đấy ạ. Đối với câu phủ định thì chúng ta thêm not vào đằng sau hết cộng phân thứ hai và chữ này sẽ thành hết tình. Đối với câu nghi vấn thì đối với câu yes no questions, câu hỏi nghi vấn yes no, chúng ta đưa hết lên đầu, lên trước chủ ngữ cộng với chủ ngữ cộng với phân thứ hai. Còn nếu đối với câu information questions tức là có từ để hỏi thì chúng ta chỉ việc thêm từ để hỏi đằng trước từ head thôi ạ. Chỗ này thì chúng ta có thể dùng yes hoặc là no. WH questions chúng ta cộng với head cộng chủ ngữ cộng với phân thứ hai. Đối với câu này thì chúng ta lại phải sử dụng các cái thông tin theo cái từ để hỏi để trả lời. Tức là chúng ta sẽ trả lời bằng một câu khẳng định. Chúng ta có thể cho ví dụ như she had arrived. Đúng không? Từ phần thứ hai. Đối với câu phủ định chúng ta có thể nói là he hadn't come. Phủ định chúng ta có thể dùng had not, giống như tôi nói ở đây thì là hadn't. Quá khứ phân từ của come là come, came, come. Đây là động từ bất quy tắc. Ví dụ chúng ta có thể hỏi một câu hỏi là when had she arrived? When had she arrived? Và chúng ta trả lời là she has arrived after hoặc là before she's cái gì đó. Đây là ví dụ theo cái quy tắc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem là cách sử dụng của thời quá khứ hoàn thành như thế nào nhé. Cách dùng của thời quá khứ hoàn thành cũng rất đơn giản. Thời quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên chúng ta lưu ý là nếu sử dụng thời quá khứ hoàn thành thì chúng ta phải lấy một cái mốc thời gian là trong thời quá khứ. Cho nên nhiều người đặt ra cho tôi câu hỏi là cô ơi, tức là em không hiểu hình dung được lúc nào thì quá khứ hoàn thành, lúc nào thì quá khứ. Thì lưu ý là thời quá khứ hoàn thành chỉ được dùng khi chúng ta so sánh với một cái hành động nào đó trong quá khứ. So sánh bằng cách là chúng ta đưa cái hành động trong quá khứ đó ra thực hiện đồng thời trong cái câu mà chúng ta dùng thời quá khứ hoàn thành. Cách dùng. Cách dùng thời quá khứ hoàn thành là diễn tả một hành động xảy ra. Hành động xảy ra trước một hành động
trong quá khứ. Nhớ là xảy ra trước một hành động trong quá khứ, cho nên chúng ta hay dùng cái thời quá khứ đi kèm với thời quá khứ hoàn thành để làm cái mốc. Ví dụ ta nói là last night I came home. My son slept. Tối hôm qua khi tôi về nhà thì con trai tôi đã đi ngủ rồi, bởi vì là tôi về rất là khuya. Cho nên cái mốc thời gian ở đây là gì ạ? Buổi tối hôm qua khi tôi về, và cái hành động con trai tôi đi ngủ nó xảy ra trước cái hành động tôi trở về nhà. Cho nên chúng ta dùng cái hành động last night I came home để làm mốc thời gian rất là rõ ràng. Một câu hỏi khác, một câu ví dụ khác là gì ạ? When I arrived, she had finished hoặc là complete her homework. Đấy. Ví dụ khi tôi đến thì một cái cô nào đó, đúng không ạ? Hoặc là bạn tôi đã xong cái phần bài tập rồi. Có nghĩa là việc hoàn thành xong bài tập này trước cái thời điểm mà tôi đến, cho nên là chúng tôi có thể ngồi chat chít với nhau được. Thời quá khứ hoàn thành có thể sử dụng được với từ when, giống như trong cái ví dụ này thì chúng ta thấy rằng là thường đi với từ when thì cái động từ ở trong mệnh đề when thường ở quá khứ để chỉ một cái mốc thời gian. Đấy, chúng ta nói là gì ạ? When cộng với chủ ngữ cộng với động từ ở thời quá khứ, sau đó cộng với một mệnh đề quá khứ hoàn thành, tức là mệnh đề, tức là cái thời quá khứ hoàn thành rất hay sử dụng với từ when. Đây là một cái ví dụ. Tôi có thể cho một ví dụ khác nữa. When I came to the station, the train had left. Có nghĩa là khi tôi đến sân ga thì tàu đã chạy mất rồi, tôi chạy theo muộn không được, thế là tôi phải đi cái chuyến sau. Đấy. Có nghĩa là cái mốc thời gian này được đề cập tới. Thời quá khứ hoàn thành còn có thể được sử dụng trước các cái từ chỉ về before hoặc là từ after. Một số bạn thì yêu cầu chúng tôi viết cái công thức của before và after, nhưng lưu ý trong khi học thời chúng ta đừng nên nhớ công thức. Tuy là tôi viết công thức ra như vậy để chúng ta không bị nhầm khi sử dụng, còn nếu chúng ta muốn nhớ thì chúng ta hãy nên nhớ những câu ví dụ, bởi vì những cái ví dụ đó sẽ gắn vào những cái làm cho chúng ta nhớ lâu hơn là công thức. Tuy nhiên để nói đến cái before và after này thì nếu các bạn muốn chúng tôi viết công thức cũng được, nhưng có một cái kỹ năng mà để chúng ta nhớ lâu đó là hành động nào xảy ra trước thì chúng ta dùng quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau thì chúng ta dùng quá khứ thường. Đấy. Tức là hành động xảy ra trước thì dùng quá khứ hoàn thành, tức là had cộng với phân từ hai, còn hành động xảy ra sau thì chúng ta dùng quá khứ thường. Quá khứ thường. Tôi sẽ lấy một số ví dụ. Chúng ta sẽ lấy một số ví dụ với thời quá khứ hoàn thành dùng với các cái từ before và after nhé. Ví dụ ta có một câu là sau khi hoàn thành xong hoặc là sau khi làm xong bài tập về nhà, cô ấy đã ra ngồi xem phim. Vậy thì ta phải xác định, nghĩ trong người một lát thôi, trong một tích tắc thôi, là cái hành động nào xảy ra trước. Ở đây là hành động là gì? Sau khi hoàn thành xong bài tập, đúng không ạ?
còn hành động ra xem vô tuyến là hành động xảy ra sau. Vậy thì như ta viết là gì ạ? Hành động xảy ra trước ở quá khứ hoàn thành, còn hành động xảy ra sau ở trùng quá khứ thường. Vậy thì câu đó ta sẽ nói như nào? After I had finished my exercise, I watched TV. Ok. Vậy thì có nghĩa là cái hành động hoàn thành xong bài tập là gì? Xảy ra trước, còn hành động xem vô tuyến là xảy ra sau. Chứ chúng ta không cần phải nhớ là after là phải hành động ở quá khứ hoàn thành, sau đó là dùng một mệnh đề ở quá khứ thường. Nếu chúng ta muốn viết thế thì cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là không nên máy móc, chúng ta cứ nhớ theo hành động xảy ra trước quá khứ hoàn thành là được. Còn đối với từ before thế nào cũng tương tự như vậy. Ví dụ ta có một câu là trước khi biết về cái chương trình ôn thi đại học của IDJ thì tôi đã tự ôn ở nhà, ví dụ như thế. Vậy thì cái hành động tự ôn ở nhà là gì? Xảy ra trước, còn sau khi biết, sau đó mới biết. Vậy thì cái hành động biết đó chỉ ở quá khứ thường, còn hành động tự ôn ở nhà là quá khứ hoàn thành, đúng không? Rất là đơn giản, đúng không? Ta có thể viết là gì? I had studied by myself before I knew IDJ, chương trình ôn này. Đấy. Vậy lưu ý có một điều là gì? Sự khác biệt giữa câu after và before này là gì? Cái after này là một cái mệnh đề phụ. Chúng ta có thể xem cái mệnh đề chính hay mệnh đề phụ ở trong các cái loại mệnh đề hoặc là trong các cái câu câu phức. Thì cái mệnh đề đi với after hoặc mệnh đề đi với before gọi là mệnh đề phụ. Nếu mệnh đề phụ đứng trước thì chúng ta ngăn cách bởi một dấu phẩy. Còn nếu mệnh đề phụ đứng ở sau thì chúng ta không cần phải có dấu phẩy ở đây, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì nôm na chúng ta có thể hiểu là gì? Sau cái after chìa khóa khứ hoàn thành, sau cái before thì lại chìa quá khứ thường, nhưng không nên nhớ máy móc như vậy. Chúng ta chỉ cần nhớ là động từ nào, hành động nào xảy ra trước quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau quá khứ thường. Hy vọng là chúng ta nhớ, đúng không ạ? Thời quá khứ hoàn thành cũng có thể được sử dụng với mệnh đề if clause. Mệnh đề if clause. Và lưu ý chúng ta có thể xem lại ở mệnh đề câu điều kiện thì thấy rằng quá khứ hoàn thành được sử dụng với mệnh đề loại 3, tức là không có thực ở hiện ở quá khứ, đúng không ạ? Không có thực, unreal condition, không có thực ở quá khứ. Chúng ta có thể xem lại cái bài mệnh đề if clause. Ta lấy một ví dụ về mệnh đề if clause để minh họa cho điều này. Giả sử như chúng ta nói rằng nếu tôi đã biết chương trình IDJ năm ngoái thì năm ngoái tôi đã tham gia cái chương trình IDJ này rồi, ví dụ như vậy. Đúng không? Thì ta nói như nào? If I had known IDJ before, I would have learned with this program. Đúng không? Có nghĩa là năm ngoái tôi đã biết chưa ạ? Chưa. Năm ngoái tôi đã học cùng IDJ chưa ạ? Chưa. Đúng không ạ? Vậy thì mệnh đề if ở đây là gì? Diễn tả một điều không có thật ở trong quá khứ. Đúng không ạ? Ta có thể thêm cái từ là last year. Đấy. Sau đây chúng ta sẽ nói đến thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn, bởi vì nó gắn liền với thời quá khứ thường. Tiếp theo đây chúng ta sẽ nói về thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn, bởi vì thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn nó liên quan tới thời quá khứ hoàn thành. Thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì thường dùng để dẫn đưa dẫn thì một cái hành động ở trong quá khứ.
nó lại rất gắn với thời hiện tại hoàn thành. Đấy. Cho nên chúng ta lưu ý là nếu chúng ta nắm được thời quá khứ thường này, quá khứ hoàn thành này và thời hiện tại hoàn thành thì chúng ta có thể kiểm soát được cái thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn rất là đơn giản. Trước hết ta đi vào cái cấu trúc của thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Chủ ngữ cộng với head cộng với been cộng với verb in. Nếu chúng ta còn nhớ trong một bài về động từ, tôi hướng dẫn cho chúng ta về cái technique, về cái kỹ năng mà để giúp cho chúng ta nhớ được công thức. Ở trong trường hợp này thì chúng ta có thể nhớ công thức quá khứ hoàn thành tiếp diễn bằng cách, đúng không ạ? Chúng ta cộng là này, quá khứ hoàn thành đó là head cộng với phân thứ hai chúng ta vừa mới học xong đúng không ạ? Thời tiếp diễn đó là chủ ngữ cộng với be cộng với verb in đúng không ạ? Đấy là thời tiếp diễn. Bây giờ chúng ta cộng lại đúng không ạ? Thì sẽ ra chủ ngữ cộng với head, phân thứ hai của be chính là been, chuyển verb in ở đây. Đây chúng ta sẽ dễ dàng nhớ được công thức quá khứ hoàn thành tiếp diễn, không gặp một khó khăn gì. Đấy là khẳng định. Phủ định thì chúng ta chỉ thêm not vào đằng sau head mà thôi. Head cộng với not, tức là heading cộng với been cộng với verb in. Dạng câu hỏi tương tự như vậy thì chúng ta đưa cái head lên đầu ạ, hoặc là head not cũng được. Head cộng với chủ ngữ cộng với been cộng với verb in. Còn đối với dạng WH question thì chúng ta chỉ cần thêm WH question trước cái cấu trúc yes no question thôi. Nhớ có dấu chấm hỏi. Như tôi nói lúc nãy là gì ạ? Thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để đưa dẫn một cái hành động ở trong quá khứ. Bây giờ ta sẽ quay trở lại một chút với thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn để đưa dẫn một thời, một cái hành động xảy ra ở trong hiện tại. Ví dụ ta có một câu là I am very tired. I have been working all day. Nếu quay trở lại với bài hiện tại hoàn thành thì chúng ta thấy rằng hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cộng với verb in, đúng không ạ? Diễn tả một cái hành động, đưa dẫn một cái hành động xảy ra ở hiện tại, có nghĩa là kết quả của việc là gì? Tôi rất là mệt bởi vì tôi đã làm việc cả ngày hôm nay. Thế nếu cái hành động ở hiện tại này chuyển sang quá khứ, I was very tired, thì chúng ta lập tức chuyển cái thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn này sang quá khứ hoàn thành tiếp diễn, thì I had been working all day yesterday. Qua hai cái ví dụ này thì chúng ta có thể thấy rằng là thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn nó đưa dẫn cái thời quá khứ thường này, còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn như chúng ta đã học rồi đưa dẫn cái thời ở hiện tại, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ thấy được là cái cách dùng của thời quá khứ thường, quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở đây là gì? Nhằm đưa dẫn, giải thích cho một cái hành động đã xảy ra trong quá khứ mà thôi. Đấy là cách dùng duy nhất của thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Chúng hy vọng rằng là chúng ta sẽ nắm được hai thời quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn, bởi vì hai cái thời này cái cách sử dụng nó rất là đơn giản. Sau đây chúng ta sẽ có một cái bài tập nhỏ để củng cố hai cái thời này, củng cố cấu trúc cũng như là cách sử dụng của hai cái thời này. Đây là một bài tập nhỏ giúp cho chúng ta nắm vững được thời quá khứ và quá khứ hoàn thành. Chúng ta hãy chia động từ của những động từ ở trên bảng. Lưu ý mỗi động từ chúng ta chỉ nên dành 30 giây mà thôi. Ở câu 1, đây là một cuộc hội thoại giữa nhân vật A và B về một lần mà họ bị lỡ tàu. I'm sorry, we are late.
We miss the train. Có nghĩa là cái hành động gì ạ? Bị lỡ tàu này đã xảy ra rồi và bây giờ tôi về nhà để tôi kể lại cho bạn. I'm sorry we are late. We miss the train. Trong trường hợp này chúng ta có thể dùng quá khứ hoặc là quá khứ hoàn thành cũng được. Lưu ý là nếu mà chúng ta, bởi vì ở đây là một cuộc hội thoại, lưu ý, cho nên là cái hành động vừa mới bị lỡ tàu đó, nó xảy ra trước đây một chút thôi, thì chúng ta chỉ dùng quá khứ thường. Nhưng nếu giả sử câu này không phải là câu hội thoại, mà chúng ta nói là I'm sorry, xin lỗi, we missed the train yesterday, ví dụ như thế, thì có cái từ yesterday dùng quá khứ. Nhưng giả sử nó là một cái hành động trước, có một cái mốc thời gian ở quá khứ thì chúng ta mới lưu ý là dùng quá khứ hoàn thành. Cho nên là cái cách dùng ở quá khứ hoàn thành như tôi nói lúc nãy là rất là đơn giản, là phải có một mốc thời gian ở quá khứ thì mới dùng quá khứ hoàn thành. Bởi vì tôi biết rằng là trong nhiều bạn vẫn cứ băn khoăn ở đây dùng quá khứ hoàn thành, nhưng thực chất chỉ dùng quá khứ thường mà thôi. Chúng ta thêm ed vào đằng sau. I'm sorry we are late. We missed the train. Happen có nghĩa là để gì? Cái chuyện này xảy ra như thế nào vậy? Kể cho tôi đi. Vậy thì happen ở đây chúng ta phải hiểu là cái điều mà happen ở đây có nghĩa là cái việc lỡ tàu. Cho nên chúng ta có thể hỏi là gì? How? Đối với câu có từ để hỏi chúng ta nhớ là ở xác định, bước đầu tiên phải xác định thời gì đã. À ở đây là gì? Cái việc miss the train là hành động ở quá khứ. Sau đó bước thứ hai chúng ta xác định xem là dùng cái trợ động từ gì. Ở đây là happen là động từ thường cho nên dùng trợ động từ là did. Cho nên chúng ta nói là how did that happened? Không phải happened nữa bởi vì dùng trợ động từ là did. Cho nên ở đây chỉ cần nói là how did that happen, chúng ta bỏ ngoặc đi mà thôi. Nhớ để lại câu dấu chấm hỏi. Nhân vật A nói wow, we get the time wrong. Có nghĩa là kể lại cái hành động dẫn tới cái việc miss the train này, đúng không ạ? Chúng tôi đã để thời gian bị sai và khi chúng tôi tới sân ga thì tàu đã chạy. Một số bạn lại nói rằng là cái việc hành động mà tôi để lập cái thời gian này này nó xảy ra trước hành động tôi bị lỡ tàu, thế tại sao không phải là quá khứ hoàn thành, đúng không? Một số bạn sẽ chia rằng quá khứ hoàn thành. Nhưng lưu ý ở đây hai cái hành động này nó không đặt ở trong một câu cho nên chúng ta thấy rằng là nó xa vời và chúng ta chỉ cần hiểu một cách rất là đơn giản, có nghĩa là tôi đã để thời gian ở trong quá khứ để tôi thức dậy. Cho nên ở đây chỉ chia quá khứ thường thôi. We got the time wrong and when we arrived. Đối với câu này có cái từ when và hai hành động này đặt đồng thời như này, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là cái hành động tôi tới sân ga là ở quá khứ, tức là kể lại cái việc đó, thì chúng ta thêm ed vào arrive. Thì tàu đã chạy, có nghĩa là lúc này hành động tàu chạy trước hành động tôi đến. Cho nên tại thời điểm này chúng ta mới dùng quá khứ hoàn thành. The train had just, quá khứ của từ leave chính là left, had just left. Đấy. Cho nên lưu ý một lần nữa là chỉ dùng quá khứ hoàn thành nếu có một mốc thời gian trong quá khứ xác định. Câu số 2, yesterday be a beautiful morning. Ok. Vì có mốc là yesterday rồi cho nên chúng ta chỉ cần là yesterday was a beautiful morning, but none of them be awake. Vẫn tiếp diễn ở trong cái thời quá khứ này thì chúng ta nói là gì? None of them, ngôi thứ ba số ít, was awake though. Có nghĩa là một ngày buổi sáng rất là đẹp nhưng mà mặc dù vậy không ai dậy. They all go to bed late the night before. Có một cái từ chỉ mốc thời gian đó là the night before, đêm hôm qua, có nghĩa là gì ạ? Cái mốc thời gian ở đây được xác định. Lúc 8 giờ mà họ chỉ mới ở trên ngủ được khoảng độ 2 tiếng thôi. Có nghĩa là ở đây chỉ là gì? Ngày hôm qua. Cái the night before này là the night before yesterday cho nên ở đây phải xác định thôi, quá khứ hoàn thành. They had all went to bed. Ở trong trường hợp này chúng ta phải dùng là gì ạ? They had all, quá khứ phân từ của go là gone. They had all gone to bed late the night before. Lưu ý ở đây là có từ chỉ thời gian. At 8 a.m.
They only be in bed for about 2 hours. Có nghĩa là tại thời điểm 8 giờ đó thì cái kết quả là họ ở trên giường được 8 tiếng rồi. Có nghĩa là ở đây diễn ra trước 8 giờ, chúng ta dùng quá khứ hoàn thành. They had only quá khứ phân từ của be là been. Đó. Cho nên một lưu ý là gì? Dùng quá khứ hoàn thành khi có mốc chỉ thời gian. Ví dụ trong trường hợp này là cái ngày đêm hôm trước của ngày hôm qua, dùng quá khứ hoàn thành và có mốc của các hành động trong quá khứ. Ví dụ trong trường hợp là tôi đến sân ga. Chúng ta xem một số ví dụ khác. Với hai bài tập nhỏ chia động từ này thì chúng ta cũng lại tiếp tục sử dụng khoảng 30 giây cho mỗi động từ nhé. Đọc kỹ các cái lời, các cái từ chỉ về thời gian. Ở câu số 3, in the interview, Tom feels so nervous because he not read anything about the company. Chú ý là đây là những cảm giác như là đây là một cái lời kể lại một cái sự kiện gì đó đã xảy ra. Chúng ta lưu ý là thường những cái lời văn kể lại như này thì là ở quá khứ, đúng không? Cho nên là các cái hành động lấy mốc thời gian thường là trong quá khứ. In the interview, Tom, chỗ này sẽ là felt so nervous because he not read anything. Chú ý là anh ta cảm thấy nervous, đó là nervous, cảm thấy rất là hồi hộp ở trong cái buổi interview. Bởi vì trước đó anh ta đã không, đấy, bởi vì anh ta đã không đọc một cái gì, thì ý muốn nói là đọc cái đó phải đọc trước ở nhà rồi. Because he had not read. Quá khứ của read là read, đọc khác nhưng mà viết vẫn giống nhau. Anything about the company. And not know what to say. Ở đây là không biết nói gì, là không biết nói gì ở trong cái buổi interview. Cho nên thời của nó phải là gì? Tương đương với từ từ feel này. Lưu ý một cái technique nữa là trong khi mà điền chia động từ á, chúng ta mà có các cái từ động từ nối với nhau bởi từ and ấy, các động từ phải tương đương với nhau. Lưu ý từ and này là nối giữa từ feel và từ not know, chứ không phải là từ này với cái này. Cho nên chúng ta chia quá khứ. And did not know what to say when being asked. Luckily, the interviewer discussed some new ideas all the interview. Lưu ý cái từ all the interview, chúng ta xem lại cái lý thuyết ở trong cái phần là thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Khi nó đưa dẫn một cái động từ ở hiện tại hoặc quá khứ thì chúng ta dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Trong trường hợp này là gì? Cả buổi interview đó ở trong quá khứ, cho nên là cái việc mà thảo luận về các cái ý tưởng mới đó nó diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài ở trong quá khứ. The interviewer had been discussing, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, had been cộng với verb in, had been discussing some new idea all the interview. Câu số 4, before that exam, đây cũng là một cái chuyện kể lại thôi ạ. Có từ that nữa cho nên chúng ta lưu ý đây là ở quá khứ. She think she performed well. Và trước cái buổi thi đó, cô ta đã nghĩ đúng không ạ, rằng là cô ta sẽ đúng không ạ? Thế thì ở trong trường hợp này phải là gì? She had cộng với phân từ hai của think là thought. She would perform. Chỉ ở quá khứ mà tương lai trong quá khứ thì đổi thành would do something. But in the exam she cái gì đó cannot remember. Có nghĩa là trong cái exam này, trong cái giáp exam, cho nên chúng ta chia quá khứ. Couldn't. She couldn't remember. Remember để nguyên. What she planned to do in the exam. Những cái gì cô ta không thể nhớ, những cái gì cô đã có kế hoạch để mà làm ở trong exam, tức là ví dụ như là exam về bài viết, viết luận, không nhớ được ý tưởng như nào. Vậy thì cái hành động mà plan này phải xảy ra trước cái hành động remember này ở quá khứ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải nói là what she had, quá khứ phân từ của plan là planned, chú ý thêm double n trước khi thêm ed. Hy vọng những cái động từ này chúng ta làm được trên 95% đúng.
Yeah.